cơ sở. Ngay sau khi tập huấn, các trường đã thành lập câu lạc bộ STEM Robot và đã tổ chức tập huấn lại cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong trường. Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được Liên minh STEM Việt Nam và Học viện Kikos STEM giúp đỡ hai trường của huyện kết nối với câu lạc bộ Robot Kết 650-6520 của Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và được các em chia sẻ về cách vận động, cách vận hành câu lạc bộ, hỗ trợ thành lập hành trình robot. Đặc biệt, mới đây trường Trung học Cơ sở thị trấn Than Biên đã được câu lạc bộ Robot Kết 6520 trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tặng một máy in 3D và một robot vách. Đây là một trong những robot hiện đại của Mỹ lập trình bằng tiếng Anh. Hiện nay có rất ít trường học ở Việt Nam được sở hữu. Đây là cơ hội tốt để học sinh các trường miền núi như Than Biên được tiếp cận với giáo dục STEM 4.0. Một số trường đã xây dựng được phòng lab STEM để học sinh có điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị để học và sáng tạo như Trung học Cơ sở thị trấn Than Biên và Trung học Cơ sở Mường Kim. Năm học 2021-2022, 100% trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã tăng cường các hoạt động thúc đẩy giáo dục STEM và đã tổ chức ngày hội giáo dục STEM cấp trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công ngày hội STEM cấp huyện với sự tham gia của 23 trường tiểu học và trung học cơ sở. Mỗi trường mang đến ngày hội một gian hàng trưng bày sản phẩm STEM tiêu biểu do học sinh nhà trường thực hiện trong năm học với tổng số 338 sản phẩm và 38 sản phẩm đặc sắc thuộc nhiều lĩnh vực đăng ký dự thi riêng. Các sản phẩm chủ yếu được tạo nên từ những nguyên liệu tái chế thân thiện với môi trường, an toàn với người sử dụng, có nhiều ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống và học tập. Mặc dù mới tiếp cận với việc lập trình robot, nhưng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công cuộc thi lập trình robot với chủ đề Hành trình về địa chỉ đỏ, với sự tham gia của 8 đội thi đấu đến từ 4 trường tiểu học và 4 trường trung học cơ sở trong toàn huyện. Thứ hai, về công tác chuyển đổi số trong giáo dục tại huyện Than Biên. Giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trước tiên trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, bởi giáo dục là lĩnh vực có tác động xã hội liên quan trực tiếp hàng ngày đến người dân. Nếu giáo dục được chuyển đổi số thành công sẽ giúp thay đổi nhận thức con người trong một cách nhất định, mang lại hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho nhiều hoạt động trong đời sống xã hội, đồng thời tạo động lực chuyển đổi số các ngành nghề khác. Xác định được tầm quan trọng chuyển đổi số trong giáo dục năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo Than Biên đã xác định nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và dạy học, coi đây là khâu đột phá trong quá trình dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục. Công tác chuyển đổi số trong quản lý ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho các nhà trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo và 100% các trường học huyện đã có website riêng, thường xuyên đăng tải các văn bản và các hoạt động của các đơn vị. Các trang web đều có số liệu truy cập khá cao. Về chuyển đổi số trong dạy học, kiểm tra, đánh giá, 100% cán bộ quản lý giáo viên được tập huấn để biết sử dụng phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học như phần mềm thiết kế, phần mềm biên tập số liệu và phần trình diễn, phần mềm thí nghiệm ảo, phần mềm hỗ trợ kiểm tra đánh giá, hỗ trợ dạy học trực tuyến, phần mềm hỗ trợ quản lý lớp học và hỗ trợ học sinh. Để ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, các trường đều đạt yêu cầu 100% cán bộ quản lý và giáo viên biết ứng dụng số phần mềm cơ bản trong dạy học. Mỗi tuần mỗi giáo viên ít nhất 2 tiết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trong đó cán bộ quản lý do giáo viên đóng vai trò nòng cốt và tiên phong. Nhằm rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các trường trong toàn huyện, giúp các trường có thể hội nhập với giáo dục quốc tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường tăng cường sinh hoạt chuyên môn kết nối và dạy học kết nối. Trong năm học, các trường đã thực hiện 140 buổi sinh hoạt chuyên môn theo hình thức kết nối giữa các đơn vị trường. Trong giai đoạn Covid bùng phát, các trường đã phải tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid. Những trường có điều kiện thuận lợi đã thực hiện giảng dạy trực tuyến
để đảm bảo học sinh vẫn được tiếp cận với kiến thức. Học sinh đã tích cực tham gia các cuộc thi trên Internet và nhiều học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh và đã được vinh danh cấp quốc gia. Trên đây là những kết quả ban đầu khiêm tốn và rất đáng trân trọng về công tác chuyển đổi số trong giáo dục STEM trong các nhà trường và chuyển đổi số trong giáo dục tại huyện miền núi như Than Uyên. Trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo Than Uyên sẽ tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp để thúc đẩy giáo dục STEM và chuyển đổi số, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ quản lý, giáo viên để triển khai giáo dục STEM robot tại 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện. Kính thưa quý vị đại biểu về tham dự hội thảo, trên đây là một số ý kiến tham luận về công tác thúc đẩy giáo dục STEM trong các nhà trường và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên. Trước khi ngừng lời, cho phép tôi được xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo mạnh khỏe, thành công, chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.